Yeah, mình đang ở sân bóng đá Lyon Lý Thường Kiệt. Hôm nay mình có một trận banh với lại đội của anh Minh. Anh Minh là nha sĩ làm răng cho mình. Mình có vấn đề gì đều răng miệng mình đều qua chỗ của anh Minh để mình làm hết. Thì anh Minh là có một đội đá banh, mấy anh em của Đồng Tháp, toàn là quê Đồng Tháp hết trơn, đang đá trong kia ha. Đội áo hồng đó đang đá, mấy anh em trong nãy giờ anh Minh đang đá trong à, số 7. Đây mình thì mình lên hơi trễ tại mình mới đá một trận trước, video clip trận trước trên góc nè, mọi người xem không. Đây là xa nè, ở ngoài có một khán giả khá dễ thương. Anh em ai biết tên loại chó này thì có thể comment cho mình biết với nha. Ok, thay đồ xong rồi. Một chiếc áo màu hồng, 66 Đồng Tháp. Ai có nhu cầu về làm răng thì cứ liên hệ anh Minh nha. Địa chỉ phòng nha của anh Minh mình để trong phần mô tả nha. Đây là anh Minh. Wow, không có ai theo được. Cơ hội vẫn còn. Không vào. Và đá sân 7 thì mình thường xài đôi Mizuno quần số 15. Nhưng mà theo mình biết thì sau lưng là đang mặc áo số 3 đó. Anh đeo túi này là lãnh đội. Tưởng anh mình cơ bắp đẹp dưới ta. Nhìn body mê. Không vào. Tiếc quá, tiếc quá. Nãy giờ mới để ý anh trọng tài. Đây là anh Dũng Trương nha anh em, trọng tài FIFA. Này bắt thêm mấy trận giao hữu này nữa hay dữ trời. Chạy mạnh lên hơn. Nãy giờ chườm đá cái chỗ này, dục đá ra đây. Biên. Chưa đủ hiểm. Xa. Ở pha bóng này thì có thể trả về tuyến 2 cho mình dứt điểm. À, lên trả. Tại Châu ơi. Đây 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 đây. Tối Minh ơi. Sân 7 ở đây vòng cấm địa to dữ vậy trời. Chắc ngang ngửa sân 11 luôn quá. Bên. Bên.
Sao? Bước sao? Quẩy bước lên. Xa, ôi, mình rồi. Dập biên. Dập biên luôn. Theo thôi, theo thôi. Ok. Đi đây. Hey. Đi qua trái hành. Ôi sao ơi. Một pha ném bóng lên từ rất xa của thủ môn Phạm Minh Châu, từ sân nhà ném lên tới gần sân đối phương luôn, quá dữ. Dạ 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 dạ. Lên lại. Tự mình ơi. Mình. Ê. Mình vô giữa là anh Minh. Ok, bỏ em. Hơi dầm. Ở này mình biết đối thủ sẽ đá hén, nên thành ra mình khép hén lại. Vô tình là bóng trúng chân mình, xong trúng chân ổng rồi qua luôn. Chọc biên. Chọc biên có người. Ngay kỳ rồi. Tới mình ơi. Dạ. Vô ơi. Không anh. Đâu em. Đây. Ai cũng chụp cho bà. Nghe mình ơi. Cậu anh ơi.
chạy như xe bảy luôn. Rồi rồi. Trời ơi sao mày cứ đứng ngay trước. Ok. Tốp xa. Lối mình ơi. Tốc độ tối đa như C7 đệm cột 2 ngay góc E. Xíu tí ra ngoài. Đây. Ok. Hết cây. Nè 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 nhanh nhanh nhanh. Ok, tốt mày. Thôi mẹ tay. Đó đâu lại đây. Ôi, đâu. Đó. Luôn á. Bị phạt mà cười dưới ta. Chạy muốn xỉu luôn. Tiếp. Ok. Em bị sụng. Dạ, sụng trên. Em lại đó anh ơi. Lên đi xa. Hay quá anh ơi. Má mà nó chửi, nó mới chửi mình rồi. Thay em đi anh ơi. Thay hồng luôn. Ha.
Châu, dữ vậy nha. Có đôi giày đẹp vậy anh? Ai đáp? Anh mặc áo ngược. Đây là đôi gì vậy anh? Thấy lạ quá nhỉ? X-Men. Yeah. X-Men anh em. Trời, quá dữ luôn. Đôi này bao nhiêu vậy anh mình? 3.6 triệu. X-Men là dữ rồi. X-Men là ghê không? Quá ghê luôn. Ở đây là logo luôn nè. Này giống Deadpool quá ta. Không phải đâu. Giống này giống cái khiên đó. À, cái khiên của. Ok, kết thúc trận đấu rồi. Chung là đội mình ăn 4-5 trái vậy đó. Ăn nhiều quá đội bạn xì. Nên thành ra ăn đậm luôn. Chứ hiệp 1 đá cũng ngang ngang ngửa ngửa. À, ok. Thì đá xong thì kế bên sân. Còn tạm mình đá có một sân 11 người ở đây cũng khá là đẹp. Cỏ đẹp quá trời. Nhưng mà hơi vàng vàng tí xíu thôi. Đó, phía bên kia có tòa nhà lớn nữa. Đẹp không? Quá xa đã luôn. Hôm nào có dịp kiếm một cái đội nào đó đá ké sân này. Quá trời đã. Giờ tắt đèn tới thui. Chứ ban ngày chắc là đẹp lắm. Bữa nào có dịp ghé sân này làm review mới được. Cỏ quá xa đẹp luôn ha. Bước đi nè. Nhưng cũng có vài chỗ nó cỏ nó hơi cao. Nè, chỗ này cỏ cao. Chỗ này mình đang đứng thì rất là gọn đẹp luôn. Rồi, ok. Anh em thấy hay nhớ like đăng ký kênh nha. Trận banh rất là hay với lại mấy anh em đội 66 Đồng Tháp nha. Rồi, mình là Phạm Thi. Xin chào, gặp lại. Bye bye.